Theo tôi, cái việc làm đẹp là một cái nhu cầu rất là chính đáng và rất là cần thiết trong cái thời buổi hiện nay. Nó sẽ có thể là tăng cái chất lượng cuộc sống. Đó. Có những cái trường hợp mà chúng ta chỉnh đốn cái bề ngoài, chúng ta có chúng ta có cái sắc diện tốt thì chúng ta có những cái lợi ích đi kèm, thành công, hạnh phúc, tự tin, vân vân. Rồi những cái người mà đang phải bị vấn đề thời gian làm tàn phai nhan sắc thì những cái thẩm mỹ, những phương pháp thẩm mỹ sẽ là những cái cứu cánh. Nhưng mà phải làm đúng. Thẩm mỹ nếu đúng thì là cứu cánh, còn nếu làm sai thì là nguy hại. Đó, cho nên là chị em phải phải hiểu được cái điều này và chúng ta phải thương cái bản thân chúng ta và chúng ta phải tìm hiểu thật kỹ trước khi làm đẹp, chứ chúng ta đừng sợ làm đẹp. Thật sự ra cái nhóm người nguy cơ như tôi đã trình bày đó, thật sự ra là cái nguy cơ rủi ro trong y khoa về y khoa thẩm mỹ nó thấp hơn rất nhiều so với y khoa điều trị. Đó. Nhưng mà chúng ta không được xem thường và chúng ta không được làm bậy thì gần như sẽ không có nguy cơ. Tại vì 10 năm, 15 năm về trước chúng ta vẫn làm thẩm mỹ, chúng ta đâu có tai biến gì nhiều. Đó, lẽ ra càng ngày cái xã hội phát triển, công nghệ phát triển, khoa học phát triển thì cái việc đó phải càng ít đi. Thì bây giờ đang là ngược lại. Chính là do chúng ta quá xem thường bản thân chúng ta giao phó tính mạng, sức khỏe, sắc đẹp của chúng ta cho những cái nơi không đúng, những người không có chuyên ngành, những người không phải bác sĩ, những cái cơ sở không phải là để làm đẹp và được kiểm duyệt, kiểm định về chất lượng, về các cái trang thiết bị máy móc. Thì đó là chúng ta đang xem nhẹ quá cái bản thân của chúng ta. Thì chúng ta phải xem lại vấn đề này, chúng ta phải cực kỳ tìm hiểu cơ sở nào, bác sĩ nào và bác sĩ làm cái gì thì mình phải được hiểu. Tiêm cái chất gì vào cho mình, làm cái thủ thuật gì, cái phẫu thuật gì mình phải được nắm. Thậm chí mình phải hiểu rằng có những cái nguy cơ gì hay không thì bác sĩ sẽ nói trước và mình xem liệu rằng là mình có chấp nhận hay không. Chứ không phải là mình cứ phó mặc mình cho những cái cơ sở làm đẹp mà mình không biết họ là ai, không biết họ làm gì với mình. Đó, thì đó là cái điều rất là quan trọng. Để, và thật sự ra với cái sự tiến bộ khoa học thì những người bác sĩ chính thống họ sẽ được trang bị thêm, được cập nhật thêm những cái phương pháp làm đẹp mà nó nhẹ nhàng, cái khả năng mà gây tai biến gần như là nói không, là zero. Đó, và những cái phương pháp thẩm mỹ nó nhẹ nhàng nhưng mà nó lại hiệu quả. Thì thật ra với sự tiến bộ khoa học thì những cái cơ sở chính thống họ đang làm được điều đó. Và các chị em hãy hết sức là yên tâm. Chỉ mỗi một cái việc là chúng ta tìm hiểu đúng, chúng ta xác định được cái nơi chúng ta cần đến. Thì bây giờ có muôn vàn những cái phương pháp nó rất là an toàn tuyệt đối, gần như là tuyệt đối. Thì chúng ta nên đến đó để có những cái hiệu quả tận gốc và cái trên hết là không tai biến. Thì gần đây là có hai cái tai biến mà nổi trội do những cái cơ sở không chính thống, những cơ sở làm chui. Thì cái đầu tiên là cái việc tiêm filler, một cái chất làm đầy. Họ rất là nghĩ rất đơn giản là cái ống tiêm đó mình cứ tiêm vào dưới da rồi mình bơm thì nó dễ quá, thành ra học chỉ có 3 ngày là tiêm được thôi, không không có vấn đề gì hết, tại vì lủi vào người khác thì rất là dễ đó. Nhưng mà họ không biết được rằng cái filler đó là cái gì, nó không phải đơn thuần là chất làm đầy. Mình phải hiểu hơn cái việc đó, tức là cái tính chất của cái filler này là vào trong cái mô dưới da thì nó sẽ hấp thu thêm nước để nó phình to lên, nó phình lớn lên và nó gây cái hiệu quả làm đầy. Thì khi mà lỡ đâu mà mình tiêm vào trong lòng mạch máu thì cái filler này, cái gel này nó không có tan, không tan được, không tan nhanh được. Nó sẽ kết hợp thêm nước ở trong máu và nó phình lớn lên và nó bắt đầu nó chạy trong cái dòng tuần hoàn. Thì khi mà nó chạy mà nó mắc kẹt ở đâu thì chỗ đó gây bít tắc, block mạch. Thì cái mạch đó chi phối cái vùng nào thì chúng ta sẽ có những cái triệu chứng của vùng đó. Ví dụ tiêm những cái filler ở trên mặt, nó chạy vào cái mạch máu võng mạc là chi phối trên cái nhìn của mắt mình thì nó sẽ gây mù, mất thị lực, không hồi phục,
Nó giống như là cái mạch máu nuôi cái võng mạc đó, mà 4-5 phút không có máu nuôi thì sẽ bị hoại tử võng mạc. Hoại tử thì không hồi phục. Rồi ví dụ như cái cục reo đấy, nó phình lên và nó chạy vào cái mạch, vào tim, vào mạch vành của tim thì gây ngưng tim. Nha, nó chạy lên não thì nó gây tắc mạch não, gây tử vong. Nó chạy vào những cái vùng mà những mạch máu lớn để chi phối những cái chi phối nuôi da vùng nào thì vùng đó bị hoại tử. Và đặc biệt là nếu hoại tử cái sụn cánh mũi thì gần như chúng ta rất khó để mà ghép, để tạo hình lại, bởi vì sụn cánh mũi là một cái phức hợp gồm da và sụn. Thì rất khó để mà tạo hình lại được cái đầu mũi và cái sụn cánh mũi. Thì nó rất là nguy hiểm. Và đi làm đẹp mà lại rước họa vào thân, rước những cái mà rất khó xử trí. Vì sao? Thật sự thì đây là một cái chia sẻ của rất nhiều bác sĩ, mà đây là cái nỗi canh cánh. Vì các bạn chưa thấy được cái nỗi đau mà cái mắt mình nó mờ dần, bác sĩ bất lực trước một cái bệnh nhân. Tại vì không thể nào mà đi vào được để giải quyết cái cục thuyên tắc tại cái động mạch võng mạc. Nó đã thuyên tắc rồi, võng mạc đã hư rồi, thì mình nhìn bệnh nhân đó mờ dần như thế nào, nó rất là đau đớn. Cho nên các bạn, ngay cả người làm và người được làm, chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ về cái vấn đề này trước khi chúng ta đặt cái tim, bơm tim vào cho khách hàng, cho bệnh nhân của mình, cho cái người đã tin tưởng mình. Thì đó là một cái nỗi trăn trở mà bác sĩ chúng tôi rất là đau đớn khi nhìn những cái tình cảnh như vậy. Rồi một cái tai biến nữa gần đây nữa là tai biến về hút mỡ. Thì các bạn cũng nghĩ quá đơn giản, cái ống mỡ thì cho một cái lỗ vào rồi thì cứ hút thôi. Nhưng mà các bạn biết không, khi mà chúng ta hút như vậy, chúng ta làm kỹ thuật không đúng cái quy trình kỹ thuật. Tại vì chúng ta phải có những cái bước như thế nào để đạt được cái sự an toàn, bước 1, bước 2 như thế nào, chứ không phải là đơn giản là mình cứ bơm thuốc tê rồi mình hút đâu. Nó có kỹ thuật rất là chuyên sâu, và cái thao tác của mình thế nào. Tại vì khi mình hút mỡ như vậy là mình làm, nếu mình làm tổn thương cái mạch máu thì cái tế bào mỡ nó liền nó chạy vào được trong vòng tuần hoàn, thì nó cũng giống như cái filler hồi nãy, thì nó tắc mạch và chúng ta không có cái thuốc ly giải mỡ. Chúng ta hoàn toàn không có thuốc ly giải mỡ được. Và tắc mạch trong một cái thời gian ngắn nào đó là coi như là xảy ra tai biến, và rất là ngắn. Tai biến đến rất nhanh. Và chúng ta chỉ có là thời gian rất là ngắn để cứu bệnh nhân. Nhưng mà thường là làm không kịp. Và nếu những cái tình trạng nó tắc nhiều quá thì chúng ta cũng không xử lý được. Nó gây thuyên tắc mạch. Mà cái mà thường gặp trong cái tử vong do hút mỡ đó là thuyên tắc phổi. Cái cục mỡ đó nó theo dòng tuần hoàn đến mạch máu phổi, gây tắc phổi, tắc mạch máu ở tim, thì chúng ta rất nguy hiểm. Cho nên tại sao mà bây giờ lại có quá nhiều những cái tai biến này xảy ra, trong khi 10 năm, 15, 20 năm về trước chúng ta rất ít khi nghe nói, rồi bây giờ thì rất là nhiều. Bởi vì các bạn nghĩ quá đơn giản khi cầm những cái dụng cụ y khoa như ống tim filler hay là ống hút mỡ, và các bạn cứ làm mà không hiểu sâu về nó. Đó, thì đây là một cái cảnh báo mà những chị em nào và ngay cả đấng mày râu cũng vậy. Chúng ta phải hết sức là cẩn trọng với lại cái sinh mạng của chúng ta, thì tìm hiểu thật kỹ trước khi mình quyết định làm cái gì và làm ở đâu, làm với ai. Đó là cái điều rất quan trọng. Và một cái nguyên nhân mà có thể dẫn đến tai biến nữa, đó là có thể là nơi đó quá đông. Thì khi đông như vậy, chúng ta không có một cái sự theo dõi sát sao. Và những người thực hiện, từ bác sĩ làm cho tới cái người y tá phụ, họ cũng còn non về kinh nghiệm, chưa có đủ cái kinh nghiệm để nhận biết được rằng là bệnh nhân đang có rơi vào tiền triệu hay không. Thì trong cái thẩm mỹ, trong y khoa thẩm mỹ nói riêng và y khoa nói chung, thì những tai biến nó xảy ra thường á là do cái phần lơ là về cái chuyện mình quá đông, mình không kiểm soát được, không theo dõi sát, không chăm sóc
đó, lơ là về cái quy trình chăm sóc. Ví dụ như khi bệnh nhân hay khách hàng mình ra về, mình có cái hỏi thăm và theo dõi sau đó hay không. Bởi vì 24 giờ đến 48 giờ đầu tiên là cái rất cần được sự theo dõi sát. Đó là cái quy trình chăm sóc. Thì mình còn phải bảo đảm được cái việc này để tránh những cái tai biến muộn nó xảy ra. Và từ cái người phụ, những y tá phụ, những bác sĩ phụ đến bác sĩ chính là có kinh nghiệm thì nó sẽ phát hiện được những tiền triệu và hạn chế được những cái tai biến nó xảy ra. Thì nó cũng là một trong những cái yếu tố góp phần vào trong cái sự an toàn và hiệu quả của việc làm đẹp.